Mọi người ạ, sắp tới Angela Phương Trinh sẽ bùng nổ với rất nhiều dự án của nghệ thuật, làm là phim rồi rất nhiều các show diễn. Sắp tới Angela Phương Trinh phải xuất hiện, nên là cô nàng đã giao phó cho Trang là chị ơi, một tháng nữa thôi chị phải làm cho em lại đẹp hơn nữa. Bây giờ đã đủ đẹp rồi, giờ phải đẹp hơn nữa. Chị Trang sắp tới đúng như vậy ạ. Trang có rất là nhiều dự án mà mình cũng rất là lo, nhưng mà trong thời gian vừa qua, một tháng vừa rồi á, thì Trang được tắm mask team rồi được làm lip for extra, là Trang đã cảm thấy rất là tự tin để mà mình sẵn sàng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, Trang phải đến để mà Trang chăm sóc đặc biệt hơn cho cái rãnh cười, cho rãnh cười, nếp nhăn ở trên trán và mắt nữa đó. Mọi người có thể nhìn thấy rằng bây giờ là da của Angela Phương Trinh là da mộc toàn phần nhá. Mọi người có thể thấy là một cái làn da mộc rất là mộc, không hề có make up hay bôi kem bất kỳ cái gì, tại vì Angela Phương Trinh vừa mới ủ tê xong. Và ngày hôm nay thì mặc dù là gương mặt của Angela Phương Trinh rất là đẹp và khả ái rồi, nhưng mà không thể nào mà nói rằng là một gương mặt mà không thể nào mà không có nhược điểm được. Tại vì là da của người phụ nữ sẽ có đổ dầu nhờn, sẽ có lỗ chân lông to, và càng lớn tuổi thì cái mặt của mình nó sẽ bị rút mỡ đi, nó sẽ bị teo mỡ. Nên là hôm nay Angela Phương Trinh muốn cấy để cho cái mặt mình nó baby, nó mọng căng lên. Và đặc biệt là Angela Phương Trinh rất là ghét hai cái dâu rồng rãnh cười này. Nhưng mà Trang thì Trang vẫn thấy nó xinh, tại vì là bản chất là nhìn da mặt của em bên ngoài rất là xinh rồi, rất là hài hòa. Nhưng mà em muốn xử nó thì chị xử thôi. Chị Trang thấy rãnh cười này nó xinh, nhưng mà đối với Trinh thích rãnh cười nhẹ nhẹ vừa phải như chị Trang thôi, nhìn mình sẽ trẻ hơn rất là nhiều. Không, nói chung là của Trang thì Trang cũng đã cấy tế bào tươi Bio Cell Plus rất là nhiều rồi, và Trang làm thơ ma rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà Angela Phương Trinh thích xử luôn cái rãnh cười này thì chị vẫn sẽ đẩy lên cho em được 50% nha. Cỡ khoảng một tuần trở lại đây á, thì mọi người cũng có thể thấy là Trinh tham gia các công tác xã hội ở ngoài nắng hơi bị nhiều á. Mà nếu mà chỉ còn lơ là một chút xíu thôi, mình sẽ thấy là da mình rất là khô luôn. Và mình sẽ có những cái nếp nhăn quanh mắt và trán nữa, cho nên Trinh phải lật đật đi làm Bio-C Plus ngay. Giống như là các anh chị nghệ sĩ hàng đầu đang làm mà Trinh phải tới Trinh làm ngay để mà dí kịp đường đua của các anh chị. Tại vì Angela Phương Trinh thấy Bio-C Plus mới bùng nổ ra mắt là đã rất là hot rồi đúng không? Nên là chị thấy là anh quản lý của em book cho em làm liền, là chị bảo trời chắc là cô này là nôn quá. Thấy các anh chị, anh Đàm Vĩnh Hưng rồi chị Ngọc Trinh làm nhiều quá, đâm ra mình cũng ham đúng không? Các anh chị trẻ giống như là mười mấy hai mấy như là Gen Z à, cho nên là Gen Z luôn. Chị Trang cũng vậy nè, Gen Z là cũng phải xuất ruột thế này. Nhìn cái cấy mà mình sợ thôi nhá, hoặc là mình còn lăn tăn, mình còn lo lắng cái điều gì thì các bạn cứ yên tâm. Tại vì nếu như thực sự là một công nghệ không tốt và một công nghệ không hiệu quả thì chắc chắn là Angela Phương Trinh hay là anh Mr. Đàm hay là Ngọc Trinh sẽ không bao giờ dám giao một cái gương mặt của mình để cấy thực tế lên da của mình như thế này cả. Với BioCell Basic cũ thì mình chỉ có tập trung để làm trắng và làm sáng, mịn và bóng da thôi. Nó vẫn có làm cho cái gương mặt của mình nó baby face lên. Nhưng với cái tế bào tươi BioCell Plus giống như Angela Phương Trinh đang làm thì nó sẽ hội tụ là 3 giải pháp cho làn da. Đó chính là chị mượn bé. Đó chính là tế bào tươi BioCell Plus là hai cái ấm tế bào gốc như thế này đang cấy lên trên da mặt của Angela Phương Trinh như thế này nha mọi người nha. Là sẽ gồm hai cái ống này, là ngày hôm nay mình sẽ cấy. Sau khi đấy là Trang sẽ có thêm cái tinh chất hydrat này nữa nha mọi người nha. Với cái tinh chất hydrat này nó sẽ làm mọng da, căng da, mỡ màng da. Tất cả những da chị nào mình lớn, mình bị teo mỡ, teo mô cơ, những cái vấn đề mà mặt của mình bị hốc hác, xương sẩu thì nó sẽ làm đầy lên. Và ngoài ra thì mình sẽ có thêm một cái máy nữa, mọi người có thể nhìn sang cái máy bên này. Đấy. Mọi người có thể nhìn sang cái máy bên này ha. Là cái máy này là máy laser fresh đó mọi người ạ. Đó, là cái máy laser fresh, là mọi người sẽ được cấy làm cái máy laser fresh này khoảng 2 lần nữa. Thì với cái máy laser fresh này nó sẽ có một cái công dụng là nó sẽ làm căng da, chữa lão, làm trẻ hóa cho gương mặt và xóa nhăn nha. Nên là những chị nào mà chúng ta đang cân nhắc giữa tế bào tươi BioCell cũ và tế bào tươi BioCell Plus mới thì mọi người có thể tùy theo cái khả năng tài chính của mình. Ví dụ như là tế bào tươi BioCell Basic cũ thì giá niêm yết sẽ là 8 triệu một buổi, nếu mà mình mua 10 buổi thì chỉ có 80 triệu thôi. Và sau khi đấy mình vẫn được ọp theo chương trình là khoảng 30 mấy phần trăm đến 45%, là mình cũng chỉ còn khoảng chừng 40 mấy triệu thôi là trong 10 lần. Còn với cái tế bào tươi BioCell Plus mới thì sau khi ọp tất cả của chương trình rồi, sau khi ọp 30% của chương trình tế bào tươi BioCell Plus thì mình vẫn còn là 70 triệu cho 10 lần. Giá của BioCell Plus sẽ cao hơn khoảng 20 mấy triệu cho 10 lần.
nhưng nó sẽ có thêm cái vượt trội nữa là nó làm xóa nhăn, căng da, chữa lão hóa, nhỏ lỗ chân lông tới 90%, và nó sẽ làm cho da của mình căng mọng lên, mỡ màng lên. Và những chị nào mà mặt của mình bị hốc hác, xương sẩu, mặt mình bị kém tươi thì nó sẽ làm cho mình bừng sáng cái gương mặt. Nói chung là đây là một cái công nghệ gọi là tuyệt hảo cho làn da, nên là những chị nào chúng ta cần điểm 10 cho cái gương mặt của mình thì nên lựa chọn BioSe Plus. Chữa nám của bên Trang thì ngoài cái việc mà bên Trang sẽ chữa sạch nám cho mình, Trang còn giúp cho da mặt của mình là mọng lên, nhỏ lỗ chân lông, và sẽ giúp cho da của mình nó sẽ được, cả cái gương mặt của mình nó sẽ được trẻ hóa lại, chứ không phải là chỉ có chăm chăm vào chữa nám đâu. Thì bây giờ rất nhiều thẩm mỹ viện người ta có dùng cái tinh chất giống như Lavender Bay Trang. Tuy nhiên thì mọi người phải quan trọng là cái tinh chất nó là tinh chất gì. Tại vì có rất nhiều nơi người ta sẽ cấy những cái tinh chất gọi là tinh chất loãng, và những cái hàng gọi là hàng loại 2, loại 3. Cái túi của mình cũng có loại 2, loại 3. Nên là với cái tinh chất cũng thế, nếu như các chị em mà chúng ta không biết lựa chọn những nơi uy tín thì người ta sẽ chỉ thu các bạn là khoảng 500.000 đến 1 triệu với một lần cấy tinh chất thôi. Và người ta vẫn thu các bạn với những cái máy cấy tinh chất giống như này, tại vì máy là hãng người ta sản xuất ra là máy như nhau, nhưng cái tinh chất là khác nhau nha. Tại vì với tinh chất của Lavender là với một cái lượng hàm lượng tế bào gốc rất là cao, đậm đặc, và mọi người khi cấy tế bào tươi BioSe Plus mới này thì sẽ bằng tương đương là mọi người xài kem dưỡng 6 tháng luôn. Mọi người ơi, BioSe Plus này chỉ có bên Lavender Bay Trang thôi ạ. À, đúng là các bên khác khi mà mình nhắm mắt lại mình không thể biết được là người ta tiêm cái gì, tại vì người ta cũng không công khai hay đúng chị rồi. Đó mọi người, Angela Phương Trinh đang bắt đầu chuẩn bị cấy hydrat hóa nha mọi người. Đây là một trong những phác đồ của BioSe Plus nha mọi người. Và trong BioSe Plus thì mình sẽ có là hai cái ấm tế bào tươi BioSe Plus mới như này, và mình sẽ có thêm một cái ống hydrat hóa như này nữa nha mọi người nha. Tuy nhiên thì có những khách thì có thời gian thì mình sẽ làm một lần này và một lần này, nhưng mà hôm nay thì Angela Phương Trinh rất là bận và cần đẹp cấp tốc, nên là Trang sẽ tấp luôn một lần tế bào tươi BioSe Plus và một lần cái ống hydrat hóa như thế này. Đó, Angela Phương Trinh đang được cái hydrat hóa như này đó. Dạ chị ơi, trên Trang TV có rất nhiều chị đẹp hỏi là giá tiền của liệu trình 10 buổi và 10 buổi thì sẽ thực hiện trong bao nhiêu lâu là xong ạ? Với 10 buổi tế bào tươi BioSe Plus giống như hôm nay Angela Phương Trinh đang cấy và hydrat hóa này sẽ bao gồm là có 7 buổi tế bào tươi BioSe Plus này và một ống hydrat hóa như thế này và 2 buổi với máy laser flex, thì mình sẽ có là giá là 160 triệu là giá niêm yết. Nhưng mình nếu như mà mình mua trọn bộ theo phác đồ thì mình sẽ được giảm từ 160 triệu xuống còn 100 triệu nha mọi người. Và nếu như mà mình đăng ký trong cái chương trình đợt này là cái chương trình ra mắt của BioSe Plus thì mình sẽ còn giá là 70 triệu nha mọi người nha, sẽ được có 30% luôn. Tính ra là 70 triệu mà chia cho 10 buổi tính ra chỉ có 7 triệu một buổi thôi, và mỗi một tháng mình sẽ mất 7 triệu, nhưng mà sau khoảng 3 tháng 4 tháng thì mình sẽ có một cái gương mặt gọi là tuyệt đẹp, một gương mặt hoàn hảo luôn, hết nám, không còn nhăn, không còn lỗ chân lông. Đây nè mọi người thấy không, em gọi là công trình đang thấy hydrat rất đau không bé? Em đang được trò chuyện với bác sĩ rất là tận tình và hay hỏi em là đau không, em thấy không hề đau luôn bác ơi. Nhưng mà em đúng không? Dạ em ái lắm ạ. Với lại bác rất là tâm lý luôn, hình như bác ướm lạnh cho mình, đúng cho rồi. Mà chích vào sao không có cảm giác gì luôn, không cảm chị? Giác luôn. Dạ. Tại vì bác sĩ đang bắt đầu làm lạnh, làm tê cho mình á. Dạ. Làm tê nhanh á. Nếu như mà mình cấy cái hydrat như này ấy, mình sẽ cấy hôm nay và một tháng sau, và những bạn nào mà có điều kiện thì mình cấy tiếp, thì mình sẽ giữ được ít nhất là trong vòng 2 năm nha. Với cái tế bào tươi BioSe Plus mà là cái phác đồ mới của bên Trang như thế này thì mình sẽ cấy làm xong cái phác đồ này thì mình sẽ duy trì giữ ít nhất là được 2 năm nha mọi người nha. Còn với cái BioSe Basic cũ thì mình sẽ duy trì giữ được 1 năm thôi. Còn với cái BioSe Plus mới mà ngày hôm nay Angela Phương Trinh đang cấy nè mọi người nè, đó thì mình sẽ giữ được ít nhất là 2 năm nha mọi người. Đó, đẹp quá trời, đẹp nè mọi người, nhìn thấy không? Wow, da Angela Phương Trinh bây giờ đẹp quá luôn nè. Em ơi, da bóng lắm luôn. Em có thể cho mọi người feedback soi cận làn da của em không? Đây, mà mọi người có thể nhìn cận làn da của Trinh. Thực sự Trinh không bao giờ mà livestream hay là quay chụp với để làn da mọc đâu. Nhưng vì
Lavender Ba Trang là nơi mà Trinh rất là ngưỡng mộ và chỉ tuyệt đối là mình tin tưởng và mình giao trọn vẻ đẹp của mình cho Lavender Ba Trang thôi. Cho nên là tất cả mọi cái gì Trinh cũng đều luôn sẵn sàng để mà chia sẻ những cái gì tốt nhất đến với mọi người. Kiểu giống như là nó đàn hồi á chị, và nó bóng và nó mát nữa hả? Mít lắm luôn ạ. Chưa đâu nha, kết quả này mới chỉ có 5% thôi nha mọi người nha. Phải sau 4 ngày nữa thì kết quả nó sẽ lên đến 50%. Và sau 1 tuần 15 ngày nữa thì kết quả nó sẽ rực rỡ đẹp, gọi là tuyệt vời luôn, gọi là đỉnh của đẹp luôn. Trong lúc làm việc á, trong lúc mà làm những tài liệu trình và tế bào tươi bao xe này á, thì Trinh vẫn nói chuyện rất là nhiều và vẫn cười rất là nhiều, cho nên là không hề có một cảm giác đau, cho nên mọi người đừng sợ nha.